này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, thành tựu tâm niệm này tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nếu chưa viên mãn thì chẳng chứng thật tế. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, bấy giờ tuy đối với pháp môn tam ma địa vô tướng vô nguyện chẳng phải chẳng tu tập, nhưng chỉ đối với pháp môn tam ma địa không tu đã viên mãn lại nữa thiện hiện hoặc đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thấy các hữu tình do sức bản áp trong đêm dài chấp trước vô lượng các loại tướng đó là chấp trước tướng nữ tướng nam tướng sắc tướng thanh tướng hương tướng vị tướng xúc tướng pháp nên luôn luôn nghĩ ta vì các loài hữu tình như thế nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột tu các hạnh đại bồ Bồ tát khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột khiến các hữu tình vĩnh viễn không có sự chấp trước các tướng như thế. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy thành tựu tâm niệm này, tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đối với 10 lực Phật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nếu chưa viên mãn thì chẳng chứng thật tế này thiện hiện đại bồ tát ấy bấy giờ tuy đối với pháp môn tam ma địa không vô nguyện chẳng phải chẳng tu tập nhưng đối với pháp môn tam ma địa vô tướng tu đã viên mãn